Chào bạn, thì mình vừa mới coi xong bộ phim Me Before You. Thì mình trước giờ thì mình cũng chưa bao giờ mình được tiếp xúc hay là mình quan tâm đến ba cái thể loại ngôn tình này. Mình thấy là nhiều bạn nữ cũng đọc nhưng mà mình không quan tâm lắm, nhưng mà sau khi coi xong bộ phim này thì mình thấy bộ phim nó cũng hay, cũng tạm, cũng được, tuyệt vời. Cái mục đích chính của cái video này là không phải để quảng cáo hay là review phim Me Before You, mà cái mục đích của nó là để nói về một cái truyền thống phải gọi là lâu đời của các trường ở Mỹ, đó là ngày Homecoming. Thì trước tiên Homecoming là gì? Thì Homecoming theo Google dịch là Sự trở về nhà. dịch theo nghĩa này thì nó cũng đúng nhưng cũng không có gì sai, tại vì lúc bé thì mình thường được dạy là trường của em là ngôi nhà thứ hai. Xong rồi còn nhưng mà nếu mà hiểu theo cách đó thì mình thấy mình cũng có hơi nhiều nhà với cũng hơi nhiều mẹ, và những người mẹ đó của mình thì cũng không phải người nào cũng hiền. Ok, hơi lạc đà rồi. Thì một cái cách dịch khác của từ Homecoming đó là ngày tựu trường, thì cái tên nó đã nói rõ lên cái ý nghĩa của ngày này rồi. Thì vào ngày đó thì những người mà đang kiểu đang làm việc hay là đang học cao đẳng hay đại học thì sẽ quay về trường, kiểu như là thăm trường, tri ân thầy cô, bla bla bla. Thì vào ngày Homecoming thì có rất nhiều hoạt động, thì trong vlog này mình sẽ nói về một số cái hoạt động mà phải gọi là đáng chú ý. Thì trong tuần lễ Homecoming thì nhà trường họ sẽ cho bạn những cái chủ đề cho từng ngày. Thì trong tuần này, trong tuần lễ này thì bạn có hai lựa chọn, đó là một, đó là ăn mặc bình thường; hai, đó là bạn sẽ mặc đồ theo chủ đề của ngày hôm đó. Thì trường mình thì tuần vừa rồi thì có những chủ đề như sau, là thứ hai là mặc red blue white, tức là bạn sẽ mặc áo mà có sự phối hợp của ba màu, đó là màu trắng, màu đỏ và màu xanh. Còn ngày thứ hai đó là ngày ủa ngày thứ ba đó là ngày Hawaii, tức là bạn sẽ ăn mặc đồ giống như người Hawaii. Còn ngày thứ tư là ngày college, còn ngày thứ năm là ngày Jersey Day. Thì hai ngày đó thì mình cũng không hiểu lắm, như là mặc đồ thể dục thể thao của trường như cái áo này này đó. Thì còn ngày thứ sáu đó là ngày blue out, tức là bạn thì sau đây là một cái clip nhỏ về ngày này. Hi guys, today is the homecoming game and today's subject is the blue out and this is the garter that my host mom make for me. And today people gonna wear blue from the top to the bottom. And now it is lunchtime and I'm having lunch with my friends. And this is Corey. What's up, VNL? And he have a YouTube channel. You should subscribe it. I will put it in the description box. And this is Instagram. Follow me on Instagram, it's Izzy26, and head it on to Brian. And this is Brian. Hey, what's up, Vietnam? Thì cái hoạt động tiếp theo đó là bonfire. Thì cái mục đích của hoạt động này giống như kiểu là để cổ vũ tinh thần của các vận động viên mà sẽ thi đấu trong các kỳ bóng bầu dục hoặc là bóng chuyền sắp tới. Thì nó cũng giống như mình đốt đuốc kiểu cái trong cái kỳ thế vận hội ấy, để như kiểu mình không rõ lắm, nhưng mà nói chung là họ sẽ dựng một cái tháp bằng gỗ rất là cao, cao bằng hai tầng nhà. Thì xong rồi sau đó người ta sẽ phóng hỏa nó, xong rồi đứng coi nó cháy thôi. Thì phải nói là đây là một cái hoạt động rất là phổ biến ở tất cả các trường cấp 3 ở Mỹ. Thì cái hoạt động này thì nó cũng có mục đích giống như cái hoạt động bonfire, cũng để cổ vũ tinh thần các vận động viên. Nhưng mà cái hoạt động chính ở đây đó là hét và hét. Xong rồi lại hét. Thì sau hoạt động hét thì đó là phần nhảy của các hoạt náo viên, và nó thì wow.
để nói là đây là một cái món ăn mà không thể nào thiếu trong mâm cỗ của ngày Homecoming được, đó là Homecoming Game. Và vì là được tổ chức trong ngày Homecoming cho nên là nhìn nó rất là quy mô, nhìn chuyên nghiệp hơn rất là nhiều. Ban nhạc thì ăn mặc rất là đẹp, các hoạt động viên thì và cũng có rất là nhiều người đến coi nữa. Và cái hoạt động cuối cùng đó là chọn ra Homecoming Queen, thì họ sẽ chọn ra 5 người mà có thành tích học tập tốt nè, tham gia nhiều hoạt động của trường, tài năng, xinh đẹp, với lại được nhiều người yêu quý nữa. Thì tất cả các học sinh khác trong trường sẽ bầu ra xem ai sẽ là Homecoming Queen. Thì kết quả nó sẽ được công bố ở trong trận Homecoming Game. Và một cái hoạt động nữa đó là Homecoming Prom, tức là ngày dạ hội của ngày Homecoming. Nhưng mà trường mình chưa không tổ chức cho nên là mình mới chỉ được nghe thôi, chứ mình cũng chưa được tham gia. Ok, thì đó là một vài điều mà mình được trải nghiệm trong kỳ Homecoming lần này. Thì nếu các bạn thấy hay thì coi, không hay thì đừng có ném đá. Ok, hẹn gặp lại các bạn trong vlog sau. Bye.